Phong Cách Sống TV xin kính chào toàn thể quý khách nha. Bây giờ mình sẽ cho con đi bàn mình xuống nó ăn ở trên tấm phết nha, ăn thịt ở trên tấm phết nha các bác nha. Mình là tập nó ăn như như gà luôn nha. Đây tấm phết đây, tấm phết đâu, tấm phết đây ha. Đen ơi nè, Đen xuống ăn nè. Ăn đi con. Sáng nay mình cho em nó ăn ăn gan heo chứ quá. Ăn gan heo. Đây mình đổi món cho nó. Mấy bữa cho nó phi nè, mình cho nó xuống ăn. Còn đây sống ăn nè, ở đây nè, đây là sống ăn. Giờ phi cũng phi rồi, đi chụp chim rồi chụp mà sống, bây giờ mình cho nó ăn kiểu như gà luôn. Cho nó lên nữa. Đó, mình lấy găng tay mình kéo lên nó sẽ lên nè. Lên con. Lên lên. Lên lên. Đây. Nè. Lên 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 lên. Nè. Lên lên. Kêu là phải đem lên liền chứ sao con từ từ hả? Ừ, con sao từ từ được. Rồi, thôi vậy thì ăn đi ha. Rồi ăn cho đó thôi. Dạ. Rồi sáng nay mình cho ăn cho đó thôi ha. Mình không cho ăn nữa. Con ăn nhiều quá nó bị. Là cái gì mà la? Không có la gì hết. Rồi mình sẽ review lại gần đó cho các bác xem nha. Rồi giờ mình sẽ mời các bác xem mình lên mình cho con dừa lửa ăn nha các bác nha. Giờ đây xong mình lên cho dừa lửa nha các bác nha. Rồi bây giờ mình sẽ review con dừa lửa mình cho các bác xem nha. Mình sẽ cho dừa lửa này cánh nó không biết bớt chưa nữa, nên mình lát mình cho nó qua phi qua nha. Đó chắc cũng chưa bớt mấy đâu. Rồi cả chưa bớt nhưng mà mình vẫn cho nó phi nha các bác nha. Phi gần không cần phi xa. Gần thôi đó, để mình để máy đây, để máy này thì thấp quá, để mình cho nó lên một nắng đi. Cho lên một nắng cái này nè mới vừa được. Sao cái này mở ra rồi ăn vậy? Ôi trời, đây là sao ăn cái đó? Nha, thì rau cao thì dễ đi, ha. Được mà, rồi mình sẽ tiếp tục mình cho con
Mình chào các bác đây ha. Rồi nhiều lửa mình nó 2 mùa rưỡi rồi, nó đang lên màu các bác thấy không? Lên rất đẹp luôn á. Nó lên giống như là con đề bằng biển thôi. Đó, dòm thì như đề bằng biển luôn. Đó. Nhưng mà đều có cái nào bữa nó cho tập phi á. Cái phi biểu diễn là nó chơi nó bay nó trúng vô xe Honda. Làm cánh nó bị gãy mấy cọng, cánh nó này nó đang bị thương á, đang hồi phục. Cho nên mình sáng mình tập nó tập gần gần không tập xa được, tập xa nó bay không nổi. Thật sự là mình chả có cột ở đâu, cái chân này để cho mình vịn thôi chứ chơi địa bàn mà không có cái sợi dây này á, chơi vòng kim sông mồi mà không có sợi dây này thì đâu có sử dụng, đâu có điều khiển nó được. Khi nó đứng gần tay rồi mình phải vịn cái dây đó để nó bay, nó chụp tùm lum lá. Con này thì nó quá đẹp luôn các bác ơi, nó quá đẹp luôn á, nó đi uống cà phê cà pháo đồ là ok luôn. Để mình sẽ làm cái thử nghiệm quá khác nha. Bây giờ có chiếc xe rip này ha, mình để cho nó đi với mình mà đi trên chiếc xe rip thì quá đẹp không? À, các bác thấy không? Bây giờ nếu mà nó đứng lên chiếc xe rip này với mình, đứng lên được. Thôi giờ cho nó đứng trên đây. Rồi, cho đứng trên đây đi, cho đứng ý kiến đi, nha. Mình sẽ cho nó đứng ý kiến mắt xem nha. Đứng lên. Đó. Thấy chưa? Nó đứng sẽ nếu mà nó đứng trên đầu ngay chỗ này quá đẹp không? Đó, có thấy không? Nó sẽ đẹp cực kỳ chưa? Chơi chi mà nó đi uống cà phê pháo, sáng đi uống cà phê pháo cho nó đi với mình. Rồi lại cái quán cà phê ngồi uống chỗ này thì thiếu gì người ta để ý đúng không? Dành riêng cho các đại gia, mua con chim tặng chiếc xe rip luôn, thấy không? Có bán nào mà mua con chim dù lỗ này tặng luôn cho chiếc xe rip, thấy không? Để đi uống cà phê. Mua dù lỗ tặng được một xe rip lùn. Rồi, lên đi con, lên. Rồi, kêu nó lên là nó lên. Rồi mình cho nó xuống đứng vị trí nó, để đứng này lắm, nó ỉ ở đây xem không? À, cái quỷ này nó ỉ hồi lắm. Rồi, dây. Giờ vị trí của nó. Rồi, sáng hôm nay thì mình sẽ quay vô đây thôi. Xin chào và hẹn lại các bác clip sau nha. Chúc các bác có ngày thứ năm làm việc đầy hiệu quả và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.